Tôi không được đẹp trai, tôi cũng không được xinh gái. Vậy thì tôi có thể xây dựng được những kênh hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower ở trên mạng xã hội như Facebook, YouTube và TikTok hay không? Và đó chính là cái vấn đề mà rất nhiều người đã chia sẻ với Linh. Thì Linh muốn đặt một câu hỏi dành cho tất cả chúng ta, đó là gì? Chúng ta đã có thấy rất là nhiều người có hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower ở trên những cái mạng xã hội đó, và chúng ta thấy rằng họ không được đẹp trai, không được xinh gái hay không ạ? Có rất là nhiều, đúng không anh chị? Chúng ta sẽ thấy rất nhiều. Linh không thể đọc tên của những người đó được, bởi vì đó là một cái vấn đề rất là nhạy cảm, đúng không? Nhưng chúng ta sẽ thấy được rất rất là nhiều người như vậy. Và có thể chúng ta đã tự nói rằng là nó không được đẹp trai như mình, nó không được xinh gái như mình, tại sao nó có nhiều lượt xem, lượt follow như vậy? Thì bí mật Linh muốn chia sẻ với tất cả anh chị chúng ta ở đây, đó chính là những cái kịch bản, những kịch bản để cuốn hút người xem, những kịch bản có hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Và làm thế nào để chúng ta có được những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower? Thì chúng ta hãy click vào cái đường link bên dưới và mời Linh một bữa ăn trưa. Linh sẽ tặng lại chúng ta 5 ngày học để chúng ta có được cái kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Và ngay kể cả khi chúng ta không có một ngoại hình đẹp đẹp thì chúng ta vẫn cuốn hút được có hàng triệu người xem, hàng triệu lượt người follower, và họ thích thú với những nội dung mà chúng ta chia sẻ. Và ngay kể cả khi chúng ta chưa biết về cách làm video, chúng ta chưa biết cách tạo ra những kịch bản, thì chương trình này chúng ta vẫn có thể tham dự để chúng ta tạo ra và chúng ta bắt đầu hành trình với việc chúng ta có những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Và chương trình này là Linh làm online nên tối đa chỉ làm được 1.000 người. Nên vì vậy chúng ta cần phải đăng ký, chúng ta chuyển khoản ngay bằng cách click vào đường link bên dưới để chúng ta sở hữu tấm vé này, để chúng ta tạo ra sự thay đổi rất lớn đối với công việc kinh doanh của chúng ta. Và xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở chương trình thử thách kiến tạo ra những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower.